Kỳ Lân sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm song trầm trệt ô tô vô cùng tiện lợi, sản phẩm cao cấp, độ hoàn thiện rất là cao, giữ sợi carbon rất sang và rất đẹp nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đưa trầm vào, rất đơn giản. Đây, chúng ta sẽ gấp vài miếng thôi, rồi dư sức, và chúng ta đẩy cái nắp này lại. Thì chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí mà nhà sản xuất đã thiết kế vừa sẵn lỗ chúng ta vừa kích, và cái phần lò xo này sẽ ấp lại và chụp lại giữ chặt cái này. Thì chúng ta có lắc cỡ nào thì cái này nó cũng không có bị đổ trầm ra giống như cái hồi nãy. Cái đầu thì cắm vào cẩu trên xe ô tô, chúng ta cắm vào là xong. Ủa, thấy có ba lưng kìa. Đó, chúng ta thấy không? Đó, cái tinh dầu nó bay lên, nó tỏa lên.